Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả hãy làm một chuyến phiêu lưu cùng với tác giả Trần Thanh Địch trong cuộc săn cọp lý thú. Quý thính giả sẽ khám phá được nhiều điều bổ ích và thú vị thông qua tuyển tập săn bắn của tác giả Trần Thanh Địch. Chuyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng năm 2003. Mời quý thính giả cùng nghe. Câu chuyện Săn cọp Cụ bảy cà na cùng với con trai là anh rộc rộc Đi phục kích đã 8 đêm liền Mà không sao thấy nó Nói là đi phục kích Chứ thật tình là đi sục sạo ngoằn ngoèo 10 15 cây số Khắp bãi khắp đồi mỗi đêm Mà chẳng thấy tam dạng nó đâu Đó là một con cọp gấm táo tợn Dám đi săn mồi cả ban ngày Đã trộm bắt thằng lầm ăn thịt chỉ để lại cái áo nâu rách bươm Máu đã làm cho lớp vải cứng lại Cùng với chiếc quần xà lòn cũng đầy máu khô Thằng Lâm là cháu ngoại cụ bảy Mẹ chết từ lâu Bố đi biệt tích những năm đầu chống Pháp Nó lại bị cơm, Về ở với ông ngoại từ khi 5 tuổi cho đến 13 tuổi tính đến năm nay Thì vừa rồi đã bị cọp vồ Nó là đứa trẻ tinh khôn Thích đi săn bắn một mình bằng nỏ Chiếc nỏ do ông ngoại làm cho chỉ bảo qua loa cách lên dây cách đặt mũi tên cách đứng ré cẳng bắn quỳ một chân bắn là nó hiểu ngay chẳng có tí gì khó khăn nghe anh độc rộc kể lại rằng có lần nó nhìn theo một con ong mật hút hoa ong hút nhụy xong bay lên cô ngắm thật kỹ đường ong di động trên không nó đuổi bươn theo dưới đất một tiếng đồng hồ sau nó đã đem về cho ông ngoại cả tổ ong mật bọc trong lưng áo Khoe với ông bằng đôi tay rằng mình bị ong đốt Một nốt ở cổ Hai nốt ở tay còn nguyên cả nọc ong Đi săn ban đêm mà lại săn cọp Thì quả thật nguy hiểm Nhưng ông cụ bảy cả na đã dám chơi Vì tự tin vào đôi mắt tỏ tường của mình trong ban đêm Chẳng cần gì cái vớ vẩn đèn chiếu Với nữa Cụ cùng đi với anh rộc rộc Con trai cụ Anh chàng này cũng vậy Nhờ được trời phú có cặp mắt tinh như mắt cú mèo lại được bố huấn luyện thêm cho cách nhìn thú vật ban đêm kinh nghiệm hàng lô mưa mẹo săn bắn cũng phải nhắc tới một việc nữa đó là khẩu súng săn mà cụ đã mượn của bác tám côi, cùng với bốn viên đạn mới toanh đây là khẩu súng săn hai nòng hiệu xanh tê chiêng mà trước đây thằng phó xứ người pháp đã biếu bác tám nhân việc bác cứu nó bởi con heo rừng đang xông vào sắp táp gãy chân khi nghe cụ bày kể chuyện về thằng lầm bị cọp bắt ăn thịt rồi và cụ sẽ cùng với anh rộc rộc đi tìm giết cọp trả thù cho cháu Bác tám bàn Chú lấy khẩu súng hai nòng của tôi mà đi cho chắc tay Mấy bữa ni cái chân tôi bị thấp khớp Chứ không tôi đi với chú cho các bạn rồi Đạn thì tha hồ Nhưng chú cứ đem theo chừng bốn viên sơ rô tin là dư sức Tôi thương thằng nhỏ quá Tội hán quá Như vậy là yên bụng Đi săn đêm mà không cần đèn đóm gồm hai bố con với nhiều kinh nghiệm gia truyền, cùng với ý chí phục thù cho cháu. Lại có súng tốt, anh con trai có cây lao rèn theo kiểu mác lào, sống lưng dày như lưng dao dựa. Suốt tám đêm liền đi phục kích, cả hai cha con có đem theo mấy rúm bột trái ngũ vị tử. Vừa bắt đầu ra đi, mỗi người ngậm một rúm bằng hai muỗng canh. Vào khoảng 1-2 giờ sáng lại ngậm lần nữa Vậy là sục sạo được suốt đêm Qua các vùng lao sậy mọc sát bờ suối hoặc lòng khe nước lút đầu gối có dòng chảy loàng ngoằng như bầy rắn lách vậy mà trong người vẫn thấy nhẹ nhàng tỉnh táo êm rơ có đêm gặp nai cách độ vài ba chục thước tây súng này thì hạ được ngay nhưng ông cụ bày lắc mặt với con trai y nói thôi cho qua nếu không tiếng súng sẽ làm ồn một vùng không giấu được mình hai đêm gặp heo rừng vừa heo một vừa heo đàn họ đều làm ngơ coi như gặp thân cây tảng đá. Buổi sáng tinh mơ chậm chậm trở về, anh độc rộc nói một câu cũ mềm. Để tối mai. Cụ bảy bàn với con. Mình đang ở giữa tuần trăng, đợi chừng lối 24-25 ta rồi tiếp tục. Tao nghĩ vậy, được chưa? Anh con trai ngáp thoải mái một cái ra giữa đất trời nói. Đúng, đúng. Còn nhớ chiều hôm đó, vào cỡ ba giờ hơn Cụ bảy chồng xong khám bông trang trắng Ở dưới chân mộ thằng lầm Mộ cất cao ngay đằng sau vườn nhà Nhỏ bằng cái thúng úp Tiếng là nấm mộ Kỳ thật chỉ chôn có cái áo nâu Chiếc quần xa lòn khô máu Cùng với đôi guốc gỗ vông Chính tay lầm đã gọt đẽo trước đây Quay ra chôn Khi chôn cất xong Cụ bảy đứng trước mộ thắp một nhúm nhang đưa lên ngang chán, khấn lầm nhầm. Thôi thì còn lại cái chi? tao nâng niu cây nấy đạp lên cho mày nấm mộ nhỏ sống khôn thác thiêng chắc mày cũng yên lòng bụi trang trắng này trước đây tao xin của chú năm các kè chắc mày còn nhớ chưa? chính tay mày cầm về mày vừa đi vừa hít hít bông trang miệng nói bơ bơ tao xin thề trước làn khói nhang khi mô còn sống tao còn trả thù cho mày mày gắng phù hộ cho ông nghe khi nó đi ăn đêm Mời cô lôi tai nó tới trước họng súng cho ông nghe con Vậy là thêm một tối Hai bố con trang bị đầy đủ súng lao sao rừng Vào túi bột trái cây ngũ vị tử Lại ra đi Lại rục xạo Bước lên vài mươi bước Thì dừng lại nghe ngóng Căng mắt, đánh hơi Tiếng con rắn trườn Con sóc tục tục trong giấc ngủ Con cá quậy dưới lòng khe Con thạch dùng trên cành cây hững chân sau đó mà phải rơi xuống đất rồi chạy thục mạng. Hai tiếng rên khẽ trong giấc mơ của một con vượn cái. Họ đều nghe thấy. Và họ lại bước. Dừng. Nghe ngóng. Căng mắt. Không bỏ sót một cái gì nhúc nhích. Một tiếng động nhỏ hơn tiếng dế. Ở trong đêm tối mà hai cha con nhìn mọi thứ từ gần đến xa. Thấy rõ như trên sân khấu. Thường gặp là những con trồn, con cầy. Thỉnh thoảng là một con treo. Vài ba con heo rừng còn ăn bầy Hay một đôi gì giống như chó sói lửa Có lúc gặp nai Cũng không biết đúng nai hay hươu hay mang Vì chưa phân biệt được con gì Thì chúng nó đã sải chân phóng ra khỏi tầm nhìn rồi Thế là thêm một đêm nữa qua đi Buổi sáng tinh sương ở vùng rừng núi Bọn chim là những anh em thức giấc trước hết Và cất lên thứ tiếng rừng đầu tiên Những giọng hót chiếm lĩnh ở độ cao nhất đó là những con chích chòe lửa hay chích chòe than gì đó. Những con trèo bèo đuôi trẻ, những con bách thanh đầu xám. Nhòm tiếng phát ra ở quãng giữa các cành nhánh lớp cây thấp hơn. Đó là bọn chim cành cạch, bông lau đầu nhọn nồi, hay bọn chim nghệ huyết trù. Còn tiếng ồn ào nằm sát ngang mặt bằng của đất. Đó là cái tập thể lắm mồm lắm miệng của bồ trao, có đầu chóp trắng. Hoặc là những chú gà rừng ngứa cửa, gáy giọng kim từ trong xó khe cụ bảy cả na thong thả nhồi một tàu thuốc lá sợi đánh diêm công việc hút thuốc lá của cụ thế này cũng có nghĩa như một câu nói về thôi anh rộc rộc cũng hút thuốc với bố nhưng cuốn thuốc bằng giấy giấy bằng đọt non của lá chuối xứ đã phơi khô nên mỏng hơn giấy quyến hút ít nóng môi và họ trở về nhà bà cụ bảy đang quét sân buổi sáng thoáng thấy hai bố con về giống như khi ra đi bà nói xa xa như nói với cây sân lác đác lá cây nghỉ mấy bữa đã ông thức đêm thức hôm cực xác lắm cụ bảy trả lời kiểu đánh lạc hướng có cái chi ăn sáng không hề à ừ để rồi bàn sau có om nồi khoai từ khoai năm nay thiệt ngon thằng rộc rộc xuống chút ra giá đi con luôn dừng cả đêm chắc hai cha con đói nổ đom đóm mắt rồi chi Cả nhà đang ngồi ăn sáng thì có tiếng hai con mực sủa lên. Anh rộc rộc chạy ra cổng, nói chuyện gì với ai. Rồi cả nhà hai người cùng bước nhanh vào. Sau anh là bác đùm, người nông dân làm dẫy ở phía đầu con khe thòi lòi. Vào tới sân, vừa trông thấy cụ bảy, bác đã rối lên. Chú ơi chú, có cọp về, chú ra ngay thôi chú. Cụ bảy đứng phát dậy, đôi mắt quắc sáng lên rất hung dữ. Làm cho cái sẹo dài trên má căng lên, giật giật. Anh thấy hắn ở mô. Không khéo mình ra tới nơi, hắn đã cuốt đuôi mất tiêu rồi. Dạ không, hắn đang ăn con gì mà. Cụ bầy cười bênh miệng. Rửa thì tốt rồi, nhưng vừa rồi anh đi mô mà tự nhiên thấy được nó vậy. Dạ gặp may thôi, số là tôi định ra hòn đá châu mẹp kiểm tra phía dẫy. Coi thử có khi có nhím chi ra phá phách khoai sắn không Thì thấy ngay con cọp Hắn đang nằm ăn con gì Tôi sợ là người cũng nên Tôi thấy nếu đứng từ chỗ hòn châu mẹp mà bắn xuống thì thiệt vừa Chú ra ngay thôi chứ Thật ra hai cha con cụ bảy đã sẵn sàng đâu đấy Ba người đã ra gần chỗ hòn trâu mẹp Bác đùm đang bỏ lên Bác ra hiệu cho hai người cẩn thận chút Cụ bảy và anh rộc rộc nhìn mặt bác đùm để hiểu xem tin tức cọp còn đó không Bác đùm quay mặt lại nhìn hai người và cười Bác khoát nhẹ tay mời họ bỏ lên Từ từ thôi Cẩn thận, cẩn thận Phía bên hông bờ đá có mấy cây dây leo tiết dê Đồng bào thường dùng trị sốt xét Cảnh đâm ra những chùm lá lòa xòa Nhờ vậy mà ở từ đây trông xuống Ta thấy rất rõ con cọp đang ăn mồi Nhưng ở dưới đó nhìn lên Nó không làm gì thấy được ta Cụ bảy cà na nhìn một lúc vẫn không phân biệt được con mồi mà con cọp đang ăn là con gì Rồi thấy cụ đưa nòng súng lên thật nhẹ Nhào con mắt trái lại Nòng súng đã trúc xuống phía cọp Chọn lấy điểm toàn diện là cái mặt nó Vẫn chưa thật đúng Đầu nó vẫn còn hơi cúi xuống Như cách đang nhai nhai phần thịt bắt đầu chạm vào cục xương Cọp ăn thường chậm chạp Liếm láp quanh miếng thịt trước đã Rồi mới nghiêng hẳn cái mặt về bên kia để nhai Kiểu ăn như ông già đau răng Đoàng! Đoàng! Tiếng rội ném ngược vào rừng sâu nghe núng niếng ra thành oang oang, oang oang. Những con cò, vạc hay diệt gì đó Những con chim trả, những loài chim có cánh bay cao bay xa Đều cùng lúc tung mình tán loạn Kêu lên hốt hoảng như là súng đạn vừa rồi đã chĩa ngay vào đầu chúng nó Cụ bảy đã rút ngay đôi vỏ đạn ra Và chồi đôi viên đạn mới vào Tất cả sáu con mắt vừa rồi đã trông thấy rõ con cọp nhảy dựng lên Gầm một tiếng dữ dội hòa lẫn vào tiếng súng rồi Bốn chân của nó cào vào mọi thứ chung quanh Rồi mới nằm bẹp xuống Ở bên khối thịt con mồi đang ăn dở Bác đùm nóng ruột hơi sớm Xuống coi chút cho sướng con mắt chú hề Cụ bảy cười Gương mặt trở nên hiền từ như người vừa ngủ dậy Chờ chút Ngày được càn quốc rồi Thì không sợ biến đi mô nữa cả Còn mình thì cần tác vẫn hơn Thiệt là cảm ơn khẩu xanh tê chiêng của chú Tám Cui hết sức. Cụ lấy gói thuốc lá sợi ra, đưa mời bác đùm. Anh rộc rộc lấy cuộn giấy bằng đọt là chùi sứ ra đưa tận tay bác ấy, rồi nói sang bố. Con thấy sức đạn hất cả cái đầu hắn qua bên trái. Khẩu súng quá hay, mà thầy bắn cũng thiệt tai. Cả ba người cười rất khoan khoái. Cụ bầy vừa hít tẩu thuốc vừa nói như ra lệnh. Xuống được rồi đây, Tuy vậy cũng phải vô cùng cảnh giác đó nghe Với cọp thì đừng nên coi thường Xuống hè Tới cách xác con cọp chừng 10 thước Cụ bảy lần ông điếu vào bụng Đưa súng qua cho con trai Và cầm ngay lưỡi lao từ trong tay anh rộc rộc bảo Hai người đứng đó Thằng rộc rộc hãy chuẩn bị súng Ui Tẻ ra hắn với được con heo của nhà ai sổng chuông Cụ bước lên mấy bước nữa thì đã đến bên cọp Nó vẫn nằm nguyên chưa có chút dấu hiệu xê xích của thân thể nó. Đây là một con cọp gấm, bộ lông rất đẹp, những đốm đen bằng những đồng xu, nổi rõ minh bạch trên nền lưng lông vàng hoe hoe. Cụ bảy lấy mũi lưỡi lao thơn khẽ cái đầu cọp lên. Lưỡi lao hơi cong theo, cho biết là thân nó rất nặng. Sau cùng cũng lật được. Vài con nhặng trâu hốt hoảng bay vòng vèo nửa muốn đậu xuống, nửa muốn bay thẳng. Đúng là cọp đã thẳng cẳng, cái miệng hơi nhô già mà vẫn làm ta kinh hãi đến oai hùm như xưa này. Bác đùm với anh rộc rộc đã đứng hai bên cụ bảy cả nà. Cụ đang một tay chống nạnh, một tay cầm dựng cây lao xuống đất, quan sát thêm con cọp. Cụ nói lầm nhầm như nói với ai đó, cái đầu cúi xuống. Sống khôn thác thiêng, còn hãy về đây chứng giám, ông trả thù cho con rồi đó. Lầm ơi, lầm ơi. Cụ bảy rơm rớm nước mắt, Bác đùm cũng nhầm nháy đôi mắt Anh rộc rộc chỉ bạm môi Nên xúc động chứ không khóc Cụ bảy lấy chạc dây rừng đem theo Không biết là loại dây leo gì Mà xem ra rất bền Hất mặt cho anh rộc rộc tới giúp một tay Tròi bốn chân con cọp lại Ôi là những cái vuốt nhọn sắc Như được rũa mài hàng ngày Xác cọp đã bị trói nằm nghiêng Trong lúc anh rộc rộc chạy đi Chặt một đoạn tre gốc làm đòn gánh Cụ bảy và bác đùm quay sang nhặt đống thịt gồm một phần ba con heo còn lại. Con heo trường khoảng 50 kg. Thịt chưa đến có mùi thối, nhưng cũng đã hơi ươn do bị cọp quật vồ qua lại nhiều lần từ lúc chụp bắt, đến ngoạm tha rồi xé ăn. Bác đùm tự ý để mình cùng với anh rộc rầu, rầu gánh cọp về. Cụ bảy cả na thì gùi phần thịt heo kế thừa do cọp để lại. Về tới sân nhà, đã thấy cụ bà đứng ăn trầu để chờ ở bên gốc mít có lẽ chờ từ sau lúc nghe thấy tiếng súng rội về Hai con chó mực đánh hơi thấy mùi cọp xuất hiện Nên đã quạp đuôi chạy nép xuống xóa nhà bếp Miệng rên ư ử như đang đau quặn từ trong ruột gan ra Bà cụ bước lùi chút ít khen Ui hắn to quá hề Dễ sợ quá hề Cụ bảy cả na bảo anh rộc rộc lên xóm trên mời chú tám cui xuống chơi Rồi cụ nhờ bác đùm giúp một tay Khênh con cọp ra sau vườn nhà Đưa tới đặt cọp đến trước mộ thằng lầm Cụ còn gác ngang khẩu súng săn vào đầu cọp Như cách rất biết ơn khẩu súng Cụ bảy lấy bật lửa và ba que nhang ra Nhang đang cháy Cụ đứng trước nấm mộ Dâng nhang lên ngang mày Khấn thì thầm Sống khôn thác thiêng Còn hãy về mà chứng giám Ông trả thù cho con rồi đó Xác nó Ông đã đưa về đây Lầm ơi Lầm ơi câu chuyện ông già kuma Ông già kuma nuôi chim ưng vốn là người Ấn Độ, còn bà kuma nghe nói là người miên Lai. Hai vợ chồng ông cụ khi qua bên mình xuống ở lại rạch giá rồi sinh ra anh Krishna. Cả gia đình gồm có ba người. Họ phát cây làm rẫy dưới thời còn thằng Tây cai trị. Ngoài công việc dậy quanh năm, ông già còn có thêm nghề nuôi chim ưng. Luyện cho con chim thường ngày bay đi săn thú đem về giao tận tay ông Nó săn được rất nhiều thú Thỏ, trồn, treo, sóc bông, khỉ nhỏ Và đôi khi cả rắn nữa Một bữa nọ, có thằng hương quản vụ đến chơi Nó tỏ ý muốn mua lại con chim ưng Thật ra là nó muốn ăn cướp khéo con chim nghề của ông già Để dâng lên thằng đốc phủ xứ Nhưng ông cu ma đâu có dại để cho nó cướp con chim quý Ông già trả lời thẳng thừng rằng Chim tôi là chim làm ăn Gia đình tôi sống được tới nay là cũng nhờ nó Thằng Hương quản vụ không tỏ vẻ gì phật ý cả Chỉ tùm tìm cười Nó nói vậy hả Rồi trống cây ba toang cán bạc Tiếng nghe cloc cloc ra về Chỉ qua ngày hôm sau Vừa dạng sáng Đã thấy tên Hương phó bước vào nhà Nó đảo mắt soi mói như muốn tìm gì Vừa qua anh chị có cho hai kẻ lạ mặt tới chơi Rồi ở lại mấy ngày Ai vậy nhỉ? Thời buổi này anh coi chừng, chờ chưa chấp người lạ mặt ở trong nhà là không được đâu. Ông hai cô mà cải chính. Có ai lạ mặt đâu chú. Cô em bà xã tôi ở ngoài vô chơi ít bữa, xong rồi là trở về ngoài đó thôi. Tụi tôi đã có tới trình trước với chú rồi mà. Hương phó trừng mắt. Trình thì cứ trình, trước công chuyện ở bên trong. Ai biết đúng là chị em thiệt hay chị em giả? À, bữa nay mới thấy con diều ó của anh ở ngoài chuồng đó. Chim gì mặt mày coi ớn như con cú mèo vậy? Nuôi chi cho xui anh? Trong sách, người ta đã có dạy rằng ó rừng chim cú chớ nuôi đó. Lại còn nghe nhiều bà con cô bác. Họ tà thán quá trời. Mình nuôi chim để sai khiến nó đi bắt gà bắt vịt của cô bác đem về cho mình ăn nhậu. Như vậy coi sao được anh? Ông già liền nghĩ ngay rằng Cây lưỡi dao quá mới mài chắc còn để dưới bộ phản đó Nhưng thôi thì cũng giả đỏ mặt vui cải chính lần nữa Không có đâu chú Đừng đổ oan cho tụi tôi Nó chỉ bắt trồn bắt thỏ ngoài mấy bãi cỏ bên bìa rừng Chưa đầu có bắt gà vịt chi của bà con cô bác đâu chú Anh chớ có lý sự cùn Nó bắt thỏ bắt trồn được thì đương nhiên nó cũng bắt luôn gà vịt của bà con chứ Nó là giống chim Chứ đâu phải con người Có hiểu biết phải trái trắng đen Thôi dẹp Sáng nay tới chơi là muốn khuyên anh Nên bán cha nó đi Đừng để vì một con chim mà mang vạ Tôi về đây Vậy là ông già hiểu quá rồi Nó đến là do tên Hương quản bảo đến Chỉ chừng sau đó ba hôm Thằng Hương phó mặt chót Lại tới nhà lần nữa Lần này nó khuyên ông già nên đổi con ó cho ông Hương quản vụ Để lấy một khẩu súng hơi đá cũ Ông hai cù mà phận uất lắm Nhưng cũng phải nói nhẹ nhàng không được đâu chú phó à Không có nó Gia đình tôi lấy gì sống Nó bước ra về Gật đầu nói Tùy anh Với cái kiểu này thì ông già hiểu được là Không thể sống ở trên miếng đất này nữa rồi Trải qua hai đêm không sao nhắm mắt Đến sáng hôm sau Ông hai bàn với vợ là phải bỏ hết Bỏ tất Cả ruộng rẫy mùa màng mà ra trung kỳ Nương náu tại miền Tây Thừa Thiên Ở cùng ông bạn già đuốc un người miên lai hai ông già đã trích huyết ăn thề kết nghĩa anh em sau một chuyến đi săn ông đức un bị con cọp vện và vào mặt và cắn vô bà vai gãy cả xương quay xanh ông kuma vốn người to khỏe như con gấu ngựa lại cò vọ ra truyền vội hét một tiếng và đâm một bụi lao vô hạ bộ con cọp lụt tới háng làm cọp phải đập đuôi gầm một tiếng vào ngay vào rừng lau bà kuma nghe chồng nói vậy thở dài một cái đồng ý liền từ trước tới nay là vậy Cái gì ông đã quyết định làm Bà đều đồng ý Dù có phải vứt bỏ bao nhiêu công lao Để lập nên ruộng rẫy Heo gà như hiện nay Krishna cũng vậy Lúc này cậu ta vừa trên 18 tuổi Nhưng lớn khỏe lắm Cậu ta vác được cả con bò nghe lên vai Mà đi ung dung Để cho bọn trai xóm bên thấy ớn Né tránh Không còn kêu mình là thằng trà lai nữa Thấy thằng hương phó ước hiếp ba mình quá đỗi Krishna chỉ muốn rút con dao quắm Chém một lát vào gáy nó Nhưng biết là ba mình không cho phép làm như vậy Gia đình ông cụ Kuma đã lập được Một nếp nhà mới tại miền Tây Thừa Thiên Ở sát nách nhà ông Đuốc Un cho có anh có em Sớm hôm gần gũi Trưa trưa Con trống vàng nhà ông Đuốc Un bỗng ngứa họng gáy lên Là con trống tía nhà ông Kuma Cũng đập cánh gáy trả một tràng Tiếng gáy oai vệ Như muốn nói Muốn sáp thì qua đây Ngoài con chim ưng tình nghĩa Ông hai cu mà có đem theo đôi chó săn nữa Tẻ ra ông già có thằng cháu vợ Làm cu li đốt than trên xe lửa Nên gửi được cả cái cũi chó Đã có dọa bịt mõm cho hai chú viện khỏe ra Còn con quắc Tức là con chim ưng Thì cứ cho cu cậu đứng trong cái lồng thép kiên cố Do Krishna trông coi Và chuyến đi vậy là an toàn tốt đẹp Nơi ở mới này Trước mặt là một nhánh của con khe tre rộng Thuộc miền Tây xã Thượng Hùng sau lưng là cả bãi cỏ tranh chạy dài ngút ngàn từ A Bòn lên A Đền. Đến bỏ đa, vươn qua động ca cút. Buổi sáng mùa xuân thường mưa bụi mù trời, cảnh vật buồn tẻ. Thế nhưng nếu ngồi xồm lại một nơi mà nhìn ra bãi cỏ tranh tít tắp, ta có thể thấy được bao nhiêu thú rừng đang nhẩn nha đi kiếm ăn. Gần gần thì lũ thỏ đồng, phần nhiều loại lông xám trên lưng, bụng dưới toàn trắng. Chúng đang vừa tìm bới gì, vừa ăn lúm nhúm, dáng điệu cảnh giác, Chỏng tay nghe ngóng, đánh hơi, co lên một chân trước nửa muốn bước lên, nửa muốn rụt lùi, rồi bỗng nhiên phóng chạy thục mạng chẳng vì sao cả. Tưởng là chạy thẳng, không ngờ rừng khừng lại ngay rồi ngửi cỏ, ngửi lá, ngửi đất, cắn ngang phần trên để ăn đoạn dưới ngọn cỏ. Chắc là phần này ngọt hơn. Ở một nơi khác, những con trồn đèn, trồn bạc má hoặc trồn mướp, mỗi con một nết, nhưng đều là loại thú vừa khôn danh vừa cảnh giác tới cả một làn gió, một ánh trăng, một mùi gì trướng lạ. Trùng dại đám cỏ, chạy lúp xúp chứ không bước, vừa đưa mõm lên người các mùi bất thường ở phía trước. Thường bắt chim, bắt chuột, đòi lắm cũng ăn chuồn đất, dế mèn, dế chuỗi, hoặc vào rừng tìm sung chín, ổi chín, và đường phèn ăn cho qua mùa. Rồi những con treo lông nâu ra lươn, chân mảnh như chiếc đũa bếp, mặt thật dại dồn mà phóng chạy như én bay, nhìn ra thật xa và phải nhíu mắt lại hơi lâu mới phát hiện được những con bò rừng, trâu rừng. Chỉ nhìn thấy một vệt đường lưng nhấp nhô, cách như chúng tự trôi lênh đênh trên mặt cỏ tranh ở phía đằng tít tắp. Trông dáng ông già Kuma đứng nhìn trời, nhìn khoảng rộng mênh mông ra cánh đồng cỏ tranh. Thật giống ông tướng đang chỉ huy một trận đánh lớn. Miệng ông cứ kêu lên câu Diêu diêu hiu hiu Hướng về đường bay của con chim ưng trên không trung như một lời động viên chim ưng Đôi mắt ông già thường ngày trông đạo ai phong Thì giờ đây lại càng lẫm liệt Cả mắt ấy sâu và to Sáng quắc Trèo mắt ông kéo dài ra hai mang tai Của một người nghèo Ấn Độ tha phương cầu thực Đến đâu cũng bị ức hiếp Đứng bên ông là anh Krishna Chàng thanh niên với thân thể tráng kiện Coi lanh trai Cậu ta cũng đứng nhìn trời ung dung Học cách luyện chim của bố Thật ra thì cả hai cha con Đang nhìn theo bóng dáng con quắc Con chim ưng giờ đây đã quen thuộc với nếp sân nhà mới của gia đình ông cụ cô ma con chim đang liệng những vòng rộng từ tít trên không trung nếu ta không quen cách nhìn sẽ không sao thấy được bóng dáng nó diêu diêu hìu hìu những tiếng gọi to luyện giọng từ trong cổ họng ngân ra và đâm sóc lên trời nửa như tiếng diều sáo nửa như tiếng gọi hồn của ông thầy phù thủy nghe quen rồi mới thấy hay bỗng nhiên thấy con quắc trao cánh tà tà liệng rộng một vòng Thình lình nó quang mình đâm lao xuống đất như mũi tên Mà cái đích hóa ra là một con thỏ rừng rất to Lông xám Nơi ấy ở cách chỗ cha con ông cụ cu ma chừng trăm thước Hai con vật đang đánh nhau loạn xạ Thật ra không phải là đánh nhau Mà một bên tiến công áp đảo Còn một bên chỉ trông đỡ yếu ớt Kẻ tiến công như beo như cọp Lại bay nhanh hơn bão Nó có một cái mỏ và hai chân Mỗi chân bốn móng bén sắc như mảnh thủy tinh mổ hay bầu vô ra thịt thì những con thú hiền lành chỉ còn chờ chết. Đến cái đập cánh thứ hai cổ quắc thì con thỏ xám đã bị cái mỏ chim ưng vặn gãy cổ rồi. Ông già miệng vẫn kêu riêu riêu, hiểu hiểu. và đứng thẳng người. Hai cánh tay đều đeo găng bằng da gấu, ống dài vào tới cùi trò. Một tay buông xuôi, một tay chìa thẳng cánh như một pha đấm thẳng của võ sĩ quyền anh. Ông hai cù ma không ngớt mớm giọng, riêu riêu, hiểu hiểu, hiểu thì con quác đã cặp nổi con thỏ lên bằng hai chân mình một cách nhẹ nhõm, rồi bay tới đậu vào cánh tay ông già, chỉa con mồi ra và được chủ nhận ngay. Krishna hai cánh tay cũng đeo găng giống cha, moi ra một con chuột bự từ trong túi sách, thưởng công cho chim ưng. Không khách khí, hắn ta mổ ngay. Nó vẫn đậu trên cánh tay ông già như đang đứng trên một mỏm đá để chén thịt con chuột. Nó quẹt mỏ vào cánh tay đang đeo găng của chủ rồi đập cánh bay dựng đứng lên không Vậy là mất dạng Đã có một ít ánh nắng ôm yếu ban mai Kiểu nắng qua loa ở miền rừng Để rồi không khéo lại dán Trong một trận mưa tối trời tối đất Của miền rừng cũng chưa biết chừng đây Tuy nhiên hiện nay vẫn là một buổi sáng sinh trời Tiếng vượn bạc má Hay vượn ông già lụ cụ gì đó Từ cánh rừng động ca cút rội về Nghe rất thảm thương Ông cụ cù ma đang ngẩng mặt lên trời Miệng kêu diều riêu Hiều 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 thì thấy con quác từ trên không trung đâm thẳng mình xuống đồng cỏ tranh. Lúc chỉ còn khoảng 50 thước, nó tạt cánh vào một bụi cây gần đó. Có những tiếng kêu hốt hoảng của mấy chú heo con, rồi vang lên những tiếng hộc hộc điên cuồng của con heo rừng mẹ trong một cuộc chiến đấu chết bỏ. Lên hai! Ông cụ lận vào lưng cái tàu thuốc lá đã đổ hết tàn, sách lao chạy lên. Anh con trai cũng cầm lao phòng theo. Còn quác bỏ lại con heo con mình đầy máu đang giãy ruộng nó quay sang đánh những đòn trừng phạt vào con heo rừng mẹ có đôi nanh nhọn vút ông cụ Kuma ma đâm một lao vào cổ con thú nhưng đã bị nó tránh xéo làm cho mũi lao chỉ trúng sức trên lưng con thú hộc hộc quay sang táp lấy mũi lao cắn chặt rồi đưa vai ấn cán lao xuống đất mũi lao gãy lìa cậu con xông lên đâm một đòn lao thứ hai vào yết hầu con vật nhưng nó đã co mình tránh ngay Cô Rích Nam mất đà đánh rơi luôn cây lao con heo hộc lên mấy cái và xông lại đớp ngay vào cẳng chân trần anh con trai. Máu phọt nhuộm đỏ bắp chân. Ông già rút chiếc dao rừng ra, nhưng con thú đã vừa hộc vừa chạy, biến vào bụi cỏ chanh cao lút lưng và phóng luôn. Ông bố lấy ngay một nắm thuốc lá sợi đắp vào vết thương ở chân cậu con trai. Ông xé một mảnh dài khăn chùm đầu băng chân cho Krishna. Nhẹ thôi, không có sao hết. Về nhà tao đắp cho mới lá cỏ mực dạ với lá mã đề và hột mồng gà. Sau đó phủ lên cho một nhúm lông cù lần. Hai ngày là khô miệng. Ông già ngửa mặt lên không trung cười khà khà một cách khoái chí. Có gặp xui, vậy chơ cũng có nhiều cái hên. Tao nói hên là lời được con heo con, nhờ công lao con quắc. Ông ngẩng mặt nhìn trời. Đó, hắn đang liệng trên không săn mồi liên tục đó. Lúc nãy tao nhắm vô huyệt của con heo, thọc một cái, Thảo xong biết ngay là hắn né được Giỏ, giỏ lắm Giỏ ẹc Tao phải luyện ngón thêm nữa Gãy cha cây lao rồi Nhưng không tức Chỉ ước cái đâm chật huyệt Cậu con trai đã đứng lên Dướn thẳng người Mặt tỉnh táo như cái chân bị thương là chân của ai đâu Nói Con thấy cây lao của ba bị hắn bẻ gãy ngang Nên sợ hắn táp qua chân ba Vậy là đâm ngay Chỉ chúng xước gỏ lưng nên tuột luôn cây lao lúc này con ưng đang liệng trên cao tít cao đến mực cậu con trai không thể thấy tâm dạng anh rất hiểu việc này thường lúc chim ưng săn mồi nó có thể bay lên cao tít tới hai nghìn mét vậy mà nó vẫn thấy được rõ ràng dấp con thú đang lủi chạy hay đang ăn cỏ đang đùa giỡn hay đang rượt đuổi nhau và đó là con gì giỏi nanh vuốt hay giỏi chân chạy để lao xuống như tia chớp đánh một đòn điện giật nhưng giá như cũng một độ cao ấy với chim đại bàng thì đại bàng sẽ bay mất và chuyển thành chim trời trở lại chứ không quay về với chủ vậy nên những người nuôi chim có kinh nghiệm không bao giờ luyện cho đại bàng bay lên thật cao thật xa ông cụ cù mà lại ngửa mặt lên trời mà hú gọi con quắc diêu diêu hiu 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 cậu con trai nhìn lên theo tiếng ông cụ hơi khàn vì trong cuộc đời nghèo khổ cổ họng đã ăn quá nhiều chất độn và trộn nhiều ớt tiêu nghệ cả ri quá chừng Tuy nhiên nhờ được luyện giọng lâu năm nên nghe hay như tiếng hát Con ưng đang trao cánh xuống dần Bỗng thấy hắn xoẹt chéo một đường Rồi đâm sầm vào một đôi chim gì bay ngang Và loáng cái Hắn đã cắp gọn một con bằng đôi chân và chiếc mỏ lợi hại vào giữa sống lưng Và xa dần xuống Đậu nhẹ nhàng vào cánh tay đeo găng của chủ Con mồi kia là một chú cu xanh Với bộ lông xanh lục thật đẹp mắt Cả thân mình nó có màu lục bông lý nhưng phần lông cánh bên dưới có một ít que lông nửa đen nửa trắng Mỏ như chân, đều màu hồng đơn Chim đã chết Cái đầu lắc lư theo nhịp đẩy đưa của chiếc cổ con quắc Ông Kuma đưa tay kia ra hướng đón con cu xanh Mặc dù phải qua lớp da găng tay Ông cụ hình như vẫn cảm thấy được mình chim cả nong nóng Anh Krishna lại tóm một con chuột từ trong túi rết Đưa ra cho cô bạn quắc thân yêu Cũng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì một hôm con quắc bay dựng đứng lên cao rồi sau đó không trở về nữa sáng ấy ông cụ cu ma cho nó uống hai muỗng nước đường pha với nước bông cây thuốc viện như thường lệ và ăn một cái trứng gà xong đem nó ra đồng cỏ chanh vuốt đầu vuốt vai vuốt từ cánh xuống đuôi mấy lần nó rất thích được chủ vuốt vai như vậy rồi thả tung lên trời nó vút lên không liệng vòng một đường rộng như để định hướng rồi quạt cánh bay dựng lên thêm Hai cha con ông cụ ngồi dưới gốc một cây giá tị già Chờ nó đem con thịt về Nhớ lại có lần trước đây Nó đã cắp về một con cá quả to tướng Chẳng hiểu cô nàng bắt được từ sông suối nào Và ông già đã ngửa mặt lên trời cười khẳng khặc Sáng nay ông lão và cậu con trai sau khi thả chim Cứ ngồi chờ mãi, chờ hoài Thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn bốn hướng trời Vẫn chẳng thấy tham dạng nó đâu Chờ từ tảng sáng cho đến giữa trưa hết đàn cu ngói bụng đỏ như gạch bay qua lại đến bảy con két cánh xanh vút lại mà con quắc thì chẳng thấy đâu ông cu ma đã hút hết ba tàu thuốc lá sợi nhồi chặt mà con ưng vẫn biệt tích ông già đứng lên bác tay làm loa chĩa hướng lên trời diêu diêu hiu 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 đã mấy lần nhưng đều vô ích hai cha con đành chịu ra về anh con trai nói con e hôm qua Bà có dọa đánh nó bằng cái roi mây Vậy rồi bữa nay sợ bị đòn Nó không dám về nữa Ông bố vừa bước đi vừa suy nghĩ Hít cái tẩu thuốc lá Cốt để cho nó đừng tắt ngấm đến sọp hai má Có lẽ Có lẽ là vậy Ờ ừ ờ, Tao bậy quá Cũng chỉ dọa hắn chút xíu để lần sau hắn khỏi bắt gà ăn như sáng qua thôi Không ngờ Đúng rồi Tao bậy quá, bậy quá tưởng là nó giận bỏ đi chừng một hai hôm rồi về nhưng chờ đã hai tuần rồi một tháng ba tháng sáu tháng con ưng cũng chẳng thấy đâu qua trên một năm vẫn không thấy bóng nhiều đêm không ngủ ông già trở dậy châm củi tại bếp nhà sàn lắng nghe tiếng gió hú ập từng cơn uống vài chén rượu một mình hút thuốc một mình thở dài một mình ông đang nghĩ đến chuyện phải trở về quê hương ấn độ tìm mua một con ưng khác đem về nuôi. Nó là con vật làm ăn, quỳ gấp mấy bầy trâu bầy bò, quỳ gấp mấy cả hai con vện. Nhờ một mình nó mà mấy năm nay, gia đình sống đầy đủ ngoài mấy dãy tiêu dãy sắn. Thỉnh thoảng tới mùa săn, hai cha con ông cùng với bố con ông cụ đuốc un lại đi săn lẻ một chuyến. Săn đêm, bán nỏ. Săn đêm dễ ăn hơn săn ban ngày, chẳng cần đèn đóm. Quen nhìn, quen nghe, thì thầy rõ con thú và nghe rõ mọi tiếng động ban đêm lại được lợi thế là ban đêm các thú vật ít cảnh giác hơn ban ngày cho nên người đi săn rất dễ bắn chúng thấy ông bố dậy đốt lửa ngồi hút thuốc một mình lại có nhâm nhi chén rượu nhằm với thịt nai khô cậu con trai hiểu ngay là ông già đang nhớ con quắc của rích cũng trở dậy và ra ngồi với bố ông cụ kuma nói ra ý định là muốn trở về quê hương một chuyến để tìm mua một con ưng khác đưa về nuôi. Anh con trai thổi vào đoạn củi đang cháy dở để lửa loé sáng cho vui nhà. Vẫn im lặng rừng rừng. Thế có nghĩa là đồng ý. Rủ thêm chú đuốc uôn đi cho vui ba. Thằng này giỏi, vậy mà mình không nghĩ ra. Hay, ông già bỗng cười khà khà. Để tao hỏi chú coi, chắc ông ừ thôi. Tốt, có bạn đường rồi. Ba định chừng nào đi Phải để qua mùa này đấy chứ Ừ ờ, Cũng chờ qua mấy tháng lạnh này chút đã Để nhổ xong mấy xào khoai mì ngoài dốc ông ầm đấy chứ Tao cứ tiếng nó đứt ruột Vậy là đã một năm ba tháng Kể từ ngày hắn bỏ mình Mà mày coi Tao có đánh nó dai nào đâu Dọa chút xíu thì đâu hại gì Đã có những tiếng kêu dao động của bầy gà vịt Ngan ngỗng trống mái Nhỏ lớn Ở dưới sân nhà trong đó nổi lên rõ nhất là những tiếng quát nạt loạn xạ ngầu và khản đặc của một con vịt xiêm trống to tướng đang đuổi các bạn bè đi nơi khác không có nguyên nhân. Những tiếng động quá sớm trong ban mai thế này là để báo lên cái tin chẳng có gì quan trọng. Trời đang rạng sáng. Krishna đem hai đôi găng tay ra gấu ra, lộn trái lại để lát nữa phơi nắng cho khỏi ẩm mốc. Cứ đôi ba tháng là phải nhớ đưa ra phơi nắng một lần như vậy. Bà cụ Kuma đã dậy từ lâu, Bà đang rót mẻ rượu vừa cất xong Cho vào chai Để dặn đó cho hai chồng Mùi rượu mới sông lên thơm lừng Đã thấy bọn thạch sùng Ở các khe hở vách gỗ bỏ ra nép Hé cả mắt trắng lồi như ngọc trai Bỗng nhiên thấy loáng một cái gì đó Ở ngoài ngọn cau trước vườn nhà Ông già nheo mắt nhìn ra Rồi đôi mắt ông ngó tạt qua Con rào lồ ô dài gác ngang Và ông kêu lên một tiếng hốt hoảng Trời đất ơi con quắc Ông chạy xuống theo bậc thang nhà sàn Của Rích Na và bà cụ cũng chạy xuống theo Mày lên lấy ngay đôi găng tay cho ba Ôi mày về lại đó sao con Câu trước nói với con trai Câu sau nói với con quắc Nhưng điều ngạc nhiên chưa phải là chuyện con quắc trở về Điều lạ lùng đến khó tin là nó rủ về theo một con ưng khác Có sắc lông rất giống sắc lông nó Hình như đây là đứa con nó thì phải Ông cù mà đeo ngay đôi găng tay vào Rồi chia thẳng cánh tay ra Còn quác bay xuống đậu vào từ từ Hình như đôi chân nó có chút bỡ ngỡ Đã lâu nay Chân chỉ quen đặt vào mỏm đá Hoặc cành cổ thụ các rừng già thôi Ông cụ vuốt vai vào đầu Xuống lưng Xa phần đuôi nó Vừa mớm giọng Diêu diêu Hiểu 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 Với nó Cậu con trai nói Không làm sao có được mấy con chuột thưởng công cho nó ba hề Ông cụ bảo Có chứ Mày ra ổ gà lấy vào bốn cái trứng Lẹ lên Ê Mớ trứng con gà nâu đang ấp đó Sắp nở cả rồi ba ơi Ông cụ cường quyết Không có sao Hy sinh cho nó Hai trứng cho con quắc Hai trứng cho con ưng con Con nó Cứ lấy ra cho bà Ôi sáng nay sao mà hên quá là hên má nó ơi Bà cụ cù mà nãy giờ đang đứng thưởng thức bằng mắt con ưng lạ Nghe chồng nói Cứ cười tùm tìm chứ không nói gì Rikna đã đem ra đủ bốn cái trứng gà Nhất định đang còn hơi ấm của lông bụng gà mẹ Ông già cầm lên một cái đưa tận mỏ con quắc Nó khôn quá Ngậm nhìn nhìn cái trứng và bay đậu xuống mặt đất Mổ khẽ vài động tác để xem trứng phản ứng thế nào Loại trứng gà lộn Nên nó mổ ăn từng bộ phận riêng rồi cái chừng thứ hai cũng vậy Cái chừng thứ ba ông già đưa đến cho con ưng khách Đang đậu trên chiếc xào phơi áo Nó đứng đây từ nãy giờ Thỉnh thoảng lại nhường bay lên để rồi đậu xuống lại Thấy người đến gần Nó hơi hoảng hốt Tránh né bằng cách tung bay lên chập chờn, Rồi lại đậu xuống chỗ cũ Và bây giờ đã đớp cái chừng ông cụ vừa chỉ cho Nó bay xuống sân Đậu vào bên cạnh mẹ Cũng mổ chừng ăn giống như mẹ lúc nãy ông hai cù ma đã cho con quắc vào chuồng định bắt nó ở trong đó một thời gian cho quen chuồng quen nhà trở lại đã sau đó ông đến bên con ưng con đã lớn tướng như những con chim ưng có sức đỏ cánh với cả bầu trời bao la một tay chia ra quả chừng thứ hai một tay vuốt đầu vuốt lưng nó miệng kêu diêu diêu hiu 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 rồi khéo léo ông đưa nhẹ tay xuống bụng bế dốc nó lên như người nuôi gà trọi bồng bế con gà nòi của mình con ưng là chỉ rụt cổ chút ít Mà không hề né tránh ông chủ mới nữa Ông ta bảo con Mày qua mời chú đỗ uôn sang chơi Lẹ lên Nói với chú là ba má con mời chú qua uống chén rượu mới cân ngon cong lưỡi nghe Ông hạ giọng thật thấp Nói rằng ba má con mới có chuyện vui Chú qua rồi biết Câu chuyện Đàn voi nổi giận Chắc hẳn các bạn đã biết sơ qua về anh Huỳnh Đình Người thương binh cụt một ngón tay trỏ bàn tay phải Nên từ đó chuyển qua bàn súng bằng tay trái ấy Hôm nay anh ấy sẽ kể chuyện bị voi đuổi suýt chết cho chúng ta nghe Anh Huỳnh Đình hất món tóc đâm chĩa lên trời rồi nói Sáng đó, một buổi sáng 29 Tết Tôi từ nhà kho ở ATK an toàn khu, ra chiến khu 1, liên hệ với cơ quan y tế cho anh em ít thuốc sốt rét. Như lệ thường, mỗi lần đi đâu, tôi đeo cái ba lô gọn nhẹ cùng với khẩu súng quảng vai, ra đi. Cũng không định săn bắn con gì để liên hoan trong 3 ngày, với cái tập thể gồm hai đứa rưỡi là tôi, cậu nậy với thằng ba ết. Nó mới 12 tuổi, liên lạc viên tập sự, có giọng huyết gió nghe thiệt liếu lường. Hôm nay cậu nậy và thằng ết ở nhà trông coi cơ quan, nghĩa là ở nhà với rừng sâu, chơi với tiếng suối, tiếng vượn, tiếng gà rừng gái làng vàng trong khe rốn và con mực đuôi cụt. Vừa lợi khỏi khe đá rừng, tôi thấy ngay một cái đuôi cầy phóng qua. Đó là một con cầy hương. Tôi nảy ra ý phải hạ ngay nó để anh em liên hoan Tết. Vậy là vừa lên đón đầu, núp đằng sau một thân cây đã đổ xuống từ lâu năm. Nòng súng vừa gách dựa vô lớp vỏ cây, thì cái đầu cây vừa ló ra, cách chỉ 10 thước tiếng nổ của nòng súng làm giật mình một con vượn nào đó làm nó giống lên một tràng tiếng Hìu quà tòa tòa con cây bị sức đạn xô ngửa ở nửa phần mình trên nó vùng vàng một chút rồi nằm yên tư thế nghiêng nghiêng như ngả ngơn chút chơi tôi bước vượt qua thân cây đưa chân hất nó về phía khác nó trở qua ngoan ngoãn nằm theo chiều chân hất tôi nghĩ phải trở về lại cơ quan cách đây chừng giam cây số Giao cho cậu nậy với cụ ếch để họ mổ thịt Rồi xào xáo sau đó thì tùy Tôi vừa giật một sợi dây leo Để cột bốn chân con cầy lại Thì bỗng nghe một tiếng cảnh cây gãy rác Ở phía trước mặt Tôi ngó lên Ui trời, một đàn voi Không biết là bao nhiêu con nữa Hai con đi đầu đàn vội ném vòi lên cao Để đánh hơi, hung hăng tiến lại Một con kêu lên tiếng Ư ngoặc, như người nghẹt mũi Giọng hơi giống tiếng con nghe Đã nhú sừng tôi liền quạt lui, chạy là chính. Tìm lối có những thân cây to cho dễ núp mình. Vừa chạy nhưng vẫn lắc mặt nhìn lui xem, chúng có còn đuổi theo mình không? Thì ra chúng vẫn đuổi, hai con đang đuổi. Con voi đang chạy ở sau lưng tôi là một tên voi đực, cạp ngà dài trên vài gang tay. Giữa tôi và nó còn ước khoảng vài mươi thước nữa thôi. Trước mặt đã thấy một gốc cây hình như là loại kiền kiền, vì có thân mình xoắn ốc. Tôi càng cố chạy vượt tới Nấp ngay ra đằng sau Nhằm vào phía đầu con voi nổ một phát Nghĩ rằng nếu như nó không ngã Thì cũng có thể làm nó chùn bước lại Xong đó quàng súng ra sau vai Tôi chạy tiếp Súng vậy là hết đạn Không nhìn lui nhưng ngay tiếng chân rậm dịch hung hăng đằng sau Tôi biết là nó vẫn còn bám giết theo mình Con đường sống giờ đây cũng vẫn là chạy Vừa chạy vừa cố trông tìm những cây có thân lớn ít xa là ngang với cái cây vừa rồi, để leo ngay lên ngọn là thượng sách nhất. Nghĩ vậy, tôi càng muốn đấm vỡ đầu mình. Sao mà mi ngu vậy? Với cây kiền kiền vừa rồi, sao mi không đu người mà leo lên? Có phải đã thoát chết rồi không? Thêm một cái ngu lớn thứ hai nữa là đi nổ súng vô chúng nó để chọc giận loài voi. Ngốc ơi là ngốc! À đây rồi, trước mặt đây rồi, đang có một gốc cây, hình như cũng lại kiền kiền vừa rồi. Tuy có nhỏ hơn cây kia chút đỉnh Bảy voi đã sắp tới sau lưng Chỉ khoảng 9-10 thước gì nữa thôi Tôi cố dấn lên Lâu nay ít phòng đôi chân Nên bây giờ chạy trở lại Thấy mệt quá là mệt Cũng may gốc cây kiền kiền này Vừa lên chừng trên 1 mét Nó đã trẻ làm hai thân Có chỗ để làm bàn đạp Khi cẳng chân đã nhún đưa người mình lên cây Và ngay lúc này Một cái vòi vòi đã vuốt quệt vô Chiếc dép dâu bình trị thiên của tôi rồi Hú vía, sống rồi Nhưng cũng cứ phải cần tắc vô ưu Tôi leo thêm đỗi nữa Khi đã ngồi vào một chạc ba thân cây sa mặt đất chừng trục thước tây rồi Tôi nhìn xuống Tẻ ra không phải hai con mà là bốn Ba voi cái, một voi đực Ôi con voi đực này tức là con đã bị tôi bắn vô đầu vừa rồi Chắc bắn trật, Vì đang trong hoàn cảnh lúng túng Nó đang dùng vai và cả phần thân trước húc ẩy gốc cây kiền kiền và gốc cây kiền kiền cũng đang nghiêng hẳn về một bên Trong khi đó Ba cái vòi của ba con còn lại Cũng đang móc vào thân trên của cây Cũng kéo dị xuống cho cây đổ gốc Tôi đang ngồi trên ngọn Thấy bị lắc lư theo như người ngồi võng Đã nghe tiếng một số rễ cây Bị nóng đứt dần ở phía dưới mặt đất Tôi càng cố bám chặt vô thân cây trên ngọn Thì gốc cây càng lúc càng nghiêng hẳn về một bên Dần dần bao nhiêu thân và cành Có tôi đang ngồi ở trên đã quệt vào mấy ngọn của những thân cây láng giềng. Cũng không biết đó là cây gì, có lá và cành rậm rạp. Gốc cây kiền kiền của tôi đã bị hút đồ hàn sang bên. Các cành lá trên ngọn đã ẹo xuống. Tôi lành tay vít ngay một ngọn của gốc cây kề sát và đu người nhảy qua. Cành cây gãy rắc. Tôi liền chụp ngay vào cành bên dưới. Cành này khỏe hơn và chịu đựng sức nặng người tôi. Tôi vội vàng bám ngay vô thân cây, leo tiếp lên cao từ chỗ tôi đang bám xuống tới mặt đất, cũng chỉ cách khoảng 4 năm thước gì đó. Gâu cây kiên kiên vừa rồi đã cứu sống tôi, bây giờ đã bị quần ngã thẳng cẳng. Ôi thoát chết lần thứ hai. Đàn voi đang giận dữ bẻ gãy bao nhiêu cành to, cành vừa, cành nhỏ. Nhành lá lao sao. Mặt đất bị cày rơi tứ tung. Bụi đất mịt mù. Bao nhiêu là túm lá cây đang ở giữa đất đó mà chúng chẳng thèm ăn. Một lúc sau nữa, Bảy voi ném vòi lên quá đầu chúng để đánh hơi người Tìm cho ra mùi thuốc súng Tìm cho ra kẻ đã bắn vô chúng vừa rồi Con voi được hình như biết tôi đã phóng qua ẩn núp Tại một thân cây bên cạnh Nó kêu lên một tiếng ư ngạc Giận dữ Rồi bước lại Đưa vai ra ủi thử thân cây Chạm phải một loại cây với cây gốc to tướng Nó giãn lui Lấy vòi vần quanh thân cây nửa vòng Nó còn lờn vờn đi men gốc cây một lúc Múa vòi lên xuống Phì chút ít hơi nước lên phía tôi ngồi ở trên cây Hình như cũng đã đến lúc cơn giận lắng xuống Con voi đực Cũng là con đầu đàn Lượng thượng bỏ đi Kéo theo sau cả ba con voi cái Đang núng nính đường lưng trong nhịp bước Tôi mỉm cười một mình nói thành lời Thoạt chết rồi Ôi thiếu chút xíu nữa là về với ông mẹ Muốn cho ăn chắc Thì nên chờ thêm chút nữa rồi hãy xuống Tôi lấy gói thuốc lá sợi tự cấp tự túc ra, cuốn thông thả một điều to tướng rồi đánh diêm ngồi hút nhẩn nha gọi là tự liên hoan mình khen thưởng lấy mình để chờ chờ cho đàn voi đã thực sự bỏ đi xa và để trở lại cái chiến công của mình từ lúc sáng nhặt ra con cầy hương đã bắn được nhưng chưa kịp đưa về càng nhìn xuống thân cây kiền kiền bị nhổ gốc còn nằm trơ xác dưới kia tôi càng thấy đáng gầm cho sức mạnh vô song của loài voi khi chúng nổi giận có tiếng một nhóm bổ trao rừng đâu đó nổi lên Giọng cãi cọ lý sự làm oai làm phách giữa nhau chẳng vì sao cả Nghe thiệt vui tai Tôi cũng thấy phấn khởi lây theo Để sửa soạn tụt xuống khỏi gốc cây đã ta túc mình trong lúc lâm nguy Vậy là giờ đây tôi đã ở giữa mặt đất, giữa rừng Trước tiên là phải nhìn ra bốn phía Nhìn khắp mọi nơi Nhìn thiệt kỹ và nghe ngóng Nghe ngóng thiệt ra cũng chỉ là một cách nhìn bằng tai. Nhận xét hay tìm tòi bằng hai con mắt là chưa đủ Phải có hai tay giúp sức vô nữa Để biết rõ là không có gì đáng ngại Nghĩa là chẳng còn cái dáng voi nào quanh mình hiện nay Tôi tự dặn dò tôi Hãy coi chừng nghe Súng hết đạn rồi nghe Nó trở thành một đồ vô dụng rồi nghe Vậy là trừ đây mình chỉ có hai chân thôi nghe Hai đứa bay cố gắng giúp cho Nếu có chuyện gì xảy đến nghe Thần cây mục nằm dài kia rồi Đúng rồi, chỗ mình đặt gách nòng xuống ở đây. Đúng là ở đây, nghĩa là ở chỗ thấy được con cầy vừa ló cái đầu ra ở phía đằng kia. Và súng nổ, con cầy hương chỉ vùng vàng một chút, chứ không thay đổi vị trí qua một nơi khác. Tôi bước lên mấy bước, tìm cho ra cái chỗ nguyên si của con cầy hương nằm chết. Đúng là nó nằm đây, nó vùng vàng chỉ một chút xíu thôi. Vậy thì không thể có một ai tới đây trong thời gian bọn voi đang tập trung quật ngã cây kiền kiền có mình bám ở trên ngọn được cả. Việc đáng chú ý ở đây là trùng quanh chỗ con cầy bị bắn chết, cả một bạt đất rộng, dầu chân voi dẫm tràn lên, làm cho mặt đất lún xuống. Mỏ voi là con vật ăn cỏ, chứ đâu có ăn thịt. Vậy thì không lẽ chúng nó đã cắp xác con cầy hương đi hay sao? Đang bể óc về việc không làm sao tìm ra con cầy hương, thì bỗng có một chàng tiếng của con chim cả cưỡng hót lên say sưa từ trên một ngọn cây cao. Mắt tôi nhìn tạt lên phía đó, thì bỗng nhiên thấy được con cầy hương. Nó đang trồm mình trên một cành cây trẻ đôi. Thân nó nằm vắt qua nhánh cây như là đang leo ngang đó, thì dừng lại nghỉ hơi chút đã. Từ mặt đất lên chỗ cầy nằm cách khoảng trên 10 thước tây. Đầu tiên tôi tưởng rằng nó đã sống lại và leo trồn lên cây. Vì các loại cầy hương, cầy mướp, cầy vòi đều là những thú leo trào rất giỏi nhưng sau khi thấy được những bước chân voi rậm lún láng cả mặt đất, tôi đoán chắc rằng đây đúng là việc làm của những con voi. Bọn voi trong lúc nổi đóa đã cắp vòi ném tung cây xác con cầy hương lên không. Và xác cầy khi rớt xuống đã mắc vào cành cây, với cái dáng dấp kiểu như đang leo trèo vậy đó. Tôi tự nói một mình. Choa đố mi thoát đường trời. Choa mà tìm không ra mi, là choa đâu có chịu về không? Chỉ cần mấy cây nhún phóc lên cây, Tôi đã tóm cổ con cầy hương trong tay Và tu xuống đất Đôi dép dâu bình trị thiên Vẫn nằm yên trong hai chân Tôi tìm lại được ngay sợi dây lúc nãy Nằm bẹp dí vì một bước dẫm chân voi Vừa cột xong Bốn chân con cầy lại Tôi mới thấy là không cần thiết Vì chỉ cần tộng nó vô cái ba lô các vạn năng thít miệng lại là về gọn được rồi Kế hoạch đi chiến khu một Cách đây chừng hai chục cây số Sẽ để qua Tết cũng chẳng sao Trở về lại ATK Tôi vừa đi vừa suy nghĩ Nhớ lại bao nhiêu sự việc lúc sáng nay Tiếng hót một con họa mi đất vang lên Ở phía đầu con khe cụt Nghe thiệt thanh bình Tôi đoán là hai vợ chồng con họa mi Thuộc lại chim khứu này Chúng thường sống từng đôi một Sau khi xuống bên bờ suối chỗ mặt đất ẩm ướt Mổ sới ở phía dưới đám lá mục Đã chộp bắt những con trùn đất đen thui Bằng cái tàn nhang Các cô cậu ních tới cứng diều Mới bay lên một cành cây thâm thấp Đừng hát với giọng vừa sao xuyến vừa tưng bừng Bỗng nhiên tôi ngừng bước lại Và ngồi thụp xuống ngay Trước mặt cách chừng ba bốn chục thước Đó là bầy voi Nhất định đó là bầy voi lúc nãy Chúng đang bẻ những cành lá thấp của đám cây gì đó Tộng cả chùm lá vào miệng Sau khi đập sơ vô cẳng chân để phủi kiến Phủi dày Tôi liền ngoặt trở lui Và cúi sát mình xuống Bước những bước vội vã Khi đã ở cách xa đàn voi rồi tôi mới đi vòng trở lại, nhưng vẫn tránh xa nơi chúng đừng ăn. Kể lại thì tưởng như đường đi dễ dàng thoải mái, nhưng thiệt ra lại rất gay go. Đường rừng, nhưng sự thật thì làm gì có đường. Chỉ có mình tự dạy lối mà đi, tránh lách mà đi, đạp bằng mà đi. Đôi khi gặp phải một lũy tre rừng ken gai, cùng với bao nhiêu cảnh nhánh dày khít xịt, súng bắn, đạn có thể không xuyên qua. Tuy nhiên cuối cùng rồi cũng vượt qua được cả, khi đã qua khỏi đàn voi rồi Đến một bờ tre Tôi liền đặt ba lô xuống Còn cầy hương nặng khoảng 6-7 kg Mà mỏi bịa cả đôi vai Tôi xuống dòng khe rửa qua mặt mũi tay chân Cho thoải mái trong người Đây là con khe đầy Cả mùa xuân nước chảy chỉ dóc sách Qua giữa thu nước mới đổ ầm ầm Trở lên bờ Tôi quấn một điếu thuốc lá sợi Và hít những hơi dài khoái trá Vậy là Tết này anh em đã có chất thịt để liên hoan với nhau rồi Giàu rồi Lại thêm mình còn có cả một chai rượu nếp chưa khui Cất đã sáu tháng nay rồi quên đi Cất từ trong xó buồng Dèm giữa bao nhiêu cốc chai ve lọ Mà cả cậu nậy với cu ếch đều không hay không biết Vậy để tối nay Khi sắp sửa tất niên Ta lôi ra cho các cậu Cả mình nữa Tùy lý cản khôn một bữa À uh ha -huh, anh đình về rằng về sớm giữa anh Cụ ế rào lên lúc thấy bóng tôi trở về Tôi hỏi Anh nậy mô Nấu cơm Tôi nói với cụ ế Trưa nay mình ăn cơm sắn với thịt cầy hương Trưa chừng ta đổi mơ nuy Ăn một bữa cháo lòng Không phải lòng heo Mà là lòng cầy hương cho khoái cái ruột già Tối nay sẽ ăn liên hoan tất niên Rồi tao kể chuyện bị voi đuổi suýt chết cho mà nghe Nghe ế ta chỉ tưởng là tôi nói đùa tôi tháo ba lô ra mở luôn nắp ba lô cho cụ ếch thấy hắn liền la toáng lên một cách khoái chí trần đời ui chao ôi trời ơi là trời anh nợi ơi còn cầy hương anh nợi ơi nậy chạy ra mở tròn đôi mắt cười đỏ cả mặt câu chuyện câu rắn Trước khi quen ông ấm rắn hổ, Tôi đã được nghe nhiều người ca ngợi về ông Đôi khi quá đáng một chút Nhưng vẫn thấy có nét lý thú bên trong Những là ông ấm đi tới đâu Các loại rắn độc đều lẩn tránh tới đó Những là con rắn hổ mang đang nằm khoanh đống trong hang Nếu cần bắt là ông sắn tay áo Sọc bàn tay và sờ quanh nửa vòng từ đuôi lên đầu là tóm cổ lôi ra Cả thân thể con rắn cuốn vào cổ tay ông Xiết khớp xương tay nghe răng rắc có người còn kể chuyện rằng có anh em bậm rượu tới này nỉ xin ông kiếm dùm cho con rắn hổ về ngâm bình rượu thuốc. Giả bao nhiêu xin trả bấy nhiêu. Ông ấm hỏi anh thích loại vừa vừa hay loại bự. Khách bảo tùy chú. Bự xin trả theo bự. Nhỏ xin trả theo nhỏ. Ông ấm nói được rồi. Ngồi chơi. Nếu rắn cạp nia có được không? Khách nói được quá. Càng tốt. Cạp nia chỉ nhức xương bổ cốt. Rồi hút chưa hết điếu thuốc thứ nhì đã thấy ông ấm trở về. Một tay sách đôi ếch to, một tay nắm con rắn hổ mang đang cuộn, xiết thành cục vào quanh cổ tay ông. Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm ông ấm rắn hổ, thấy ông có vóc dáng hơi nhỏ người, mang vẻ nho nhã hơn là một thầy võ như nhiều người cho biết. Ông có cách nói chuyện nhẩn nhà, khoan thai, nhưng đã nhìn ai thì rất sắc, như cái nhìn của mấy ông thầy coi tướng số chúng tôi có hỏi ông về những lời đồn đại qua các ngón nghề bát rắn hay không của ông ông chỉ cười mỉm một cách nửa khiêm tốn nửa khôi hài có chúng mà cũng có phóng đại thêm mời hai anh ta mần hết chén rượu đi rượu thuốc nó ngà ngà chút xíu chứ không say xưa chi mô chúng tôi vừa bẻ bánh tráng nướng vừa ăn nhầm nhi loại bánh tráng xịa rất to dày mè đen vãi đầy đặc trên mặt của gia đình làm lấy Mỗi người khi bụng lừng Cũng chỉ ăn hết một chiếc Uống thêm bát nước trẻ Huế là vừa no Ông ấm bước vào nhà trong Nói chuyện gì với cô con gái Chúng tôi đoán là bảo chuẩn bị thêm chút chi đó nữa Rồi ra ngay Ông rót thêm rượu vào từng ly Bàn tay nổi nhiều gân xanh của người có tuổi Vậy mà kiểu châm rượu còn rất khéo dáng Mặt rượu đã nâng cụm lên quá bờ miệng ly Mà vẫn không để tràn ra ngoài Cả ba ly đều như vậy Ông nói Câu rắn hổ thì ra không khó Biết rõ cách thức Hiểu rõ tánh tình từng loại rắn Tìm cho ra hang ổ Kể tai vô miệng hang nếu nghe tiếng ấy xì xì của nó Thì coi như đã nắm rắn trong tay Mà hang nó thì không phải hang rắn Nó chỉ là tên cướp bộ ở bên ngoài Đột nhập vô hang chuột Hang ếch, hang nhòng nhọc Rồi bắt mồi tại trận chủ nhà Nuốt xong là ngủ Vậy là ngự trị luôn hang Cô con gái ông gấm khoảng 15-16 tuổi bưng ra một bát thịt gì đã sấy khô. Tay kia cầm theo ba bốn cái bánh tráng mẻ đen, nói lý nhí. Chào hai chú. Anh Hoàng Liên và tôi cùng trả lời. Chào cháu. Ông ấm hỏi con nhỏ. Dĩa kiệu. Cô gái lại nói lý nhí. À chết, con quên, có đây. Ông ấm mời chúng tôi thử nhắm món thịt sấy khô, màu nâu sẫm láng bóng, giải thích. Đây là nai khô Mấy tháng trước Cụ bảy cả na có cho đem biếu một đùi to tướng con nai cụ vừa bắn được Thịt nai ăn hiền Thơm, ngọt lịm, rất bổ À Anh vừa hỏi cái chi hả À nhớ rồi Nhìn qua bên ngoài miệng hang là biết ngay ở bên trong Chủ nhà là chuột ếch với nhằng nhọc, nhọc giống nhau Hay là rắn Mỏng chân chuột in lên mặt đất các dấu bấu sâu hơn Lại chi chít đồng đều Móng chân ếch hay nhòng nhọc chỉ in lên mặt đất những dấu bấu rất mảnh Còn anh rạm đồng thì ở hang hẹp Kể sát bên ngoài Dấu chân bấu chỉ lỗ chỗ Sủi đất lên đồng đều giống như chân dã chẳng xe cát Anh Hoàng Liên hỏi ngay Còn rắn, hang rắn thì sao? Hang rắn thì mặt đất trơn lì Vì rắn bò tìm mồi bao giờ cũng bỏ chậm Vừa trườn đi vừa cảnh giác Sống lưng không uốn éo lắm Đoán coi con mồi là con chi chạy hay nhảy để mình đớp bắt. Tôi đi câu rắn từ ngày còn nhỏ, theo chân ông già tôi hoài, thành ra quen nghề. Luôn đây tôi kể hai anh nghe chuyện ông già tôi đi câu rắn hổ. Câu suốt năm suốt tháng không sao, chỉ một lần sơ hở có tí xíu nên bị nó đớp, cuối cùng phải cưa mất bàn tay. Ông ấm rót rượu lần thứ ba, bọn tôi chỉ xin ông mỗi đứa nửa ly nữa thôi, uống thêm nữa cũng vẫn uống được, nhưng miệng sẽ chai lì, không còn phân biệt được rượu ngon rượu dở ông ấm kể khi ông giả tôi kéo rắn từ hang ra và nắm được cổ nó rồi tay kia ông cầm kim chỉ để may miệng nó lại vừa khâu tới đường kim thứ hai lên mép miệng thì cả thân thể con rắn lồng lên làm ông tuột tay cầm nó đớp ngay vào bàn tay cầm kim của ông ông biểu tôi lùi xa ra một tay nhặt cái roi mây xong quất ngang gần cổ con rắn bổi thêm hai cái nữa vô đầu còn dàn chết ngay nhưng thân mình thì vẫn cuộn xoắn lại. Nó tự quấn nó, vùng vẫy như một trò đùa nghịch. Ông một tay nắm vào cổ tay bị thương, biểu tôi xé ngay giải khăn quàng đầu, cột thắt lại mấy vòng. Ông bỏ dán vô giỏ, đậy nắp, rào cho tôi sách. Tôi thương ổng quá, vừa đi vừa hỏi có đau không? Nhà mình có thuốc chữa rắn cắn không? Có lên mời bác bảy cà na xuống không? Có phải đi nhà thương không? Lúc đó tôi sợ ổng chết quá, Ông vừa đi vừa thở gấp Nhưng vẫn trần an tôi Không sao, không sao Có thuốc chứ Về tới nhà Tôi chạy lên xóm trên mời bác bảy xuống ngay Và kể lại mọi việc Bác vừa nghe vừa gật gật mà không nói gì Rồi đi ngay Khi bác bảy cả na đã tới Bác thấy ông già tôi đang nằm Thỉnh thoảng lại nhổ nước miếng vào cái ống bơ Bác bảy bắt mạch ở cổ tay lành của ông già tôi Đầu cứ gật gật như cách bảo không sao không sao bác biểu má tôi lấy nước rửa vết thương cho người bệnh rồi bước lại chiếc giỏ đựng rắn nhìn coi con rắn gì to hay nhỏ sau đó ra sân cắt một nạm lá rau húng đất cắt thêm mấy đỏ dừa đưa vào bác lấy trong túi rết ra một cục phèn chua một mớ dây tơ hồng rồi giã nát cả mấy thứ lại làm một bác biểu bà má tôi lấy dùng bác cái muỗng tự tay gạn nước và cho ông già tôi uống rồi lấy xác đắp vào chỗ vết thương Chừng 15 phút Bác lại mở nới một ít băng buộc ở cổ tay Tới chiều ông già tôi vẫn uống vị thuốc của bác bảy cho Nhưng lúc này bàn tay đã sưng tấy lên quá mau Ông nói với bác bảy rằng Con mắt mình đâm ra mờ nhiều Và đờm cứ ủn lên chặn cổ Bác bảy sờ coi kỹ vết thương Thấy bàn tay đã quá sưng và sạm đen lại Mà người bệnh thì càng lúc càng mê man Bác biểu mà tôi phải đưa ba tôi xuống ngay bệnh viện Gặp thầy thuốc người Pháp Ông ta khám kỹ vết thương Khám tim mạch Là nghe người nhà bệnh nhân báo cáo Vậy là ông ta biểu phải cắt bàn tay Thì may ra sống được Bởi vì bệnh nhân tới muộn quá rồi Bà má tôi vừa khóc vừa dạ dạ Xin tùy nhà thương thương dùm Cứu mạng cho ông nhà tôi với Làm tôi cũng khóc theo qua gần một tháng thì ông già tôi được ra về Vậy là sống được Chỉ phải cùn một bàn tay Vậy đó chỉ sơ hở có một tí xíu mà chút nữa là đi đời Hai anh có mệt đi nằm nghỉ một lúc hay Tôi hỏi anh Hoàng Liên là anh thấy thế nào Anh cười hề hề bảo mệt chi Mệt chi Tôi nói với bác ấm Thôi mời bác hãy đi nghỉ một lúc Bác kể chuyện từ nãy đến giờ Chắc cũng mệt lắm rồi Đâu có mệt Thường thôi Nói chuyện mà được hai anh chú ý lắng nghe từng lời như vậy Người kể cũng thấy khoái theo chứ có chi đâu mà mỏi với mệt Anh Hoàng Liên gợi ý Vừa rồi là chuyện về ông cụ ngày trước Chuyện thật thương tâm Còn câu chuyện đi câu rán hổ của riêng bác nữa Nếu thấy vui vui Xin bác kể tiếp cho nghe luôn Xin lỗi bác Cái tên ông âm rán hổ Vậy là đủ mê ly đối với mọi người lắm rồi Rồi đây nếu có thể Bọn tôi có xin viết về bác Về cuộc đời ly kỳ của bác Tôi nói thêm Đúng vậy đó bác ạ à. Rồi đây thế nào chúng tôi cũng xin viết về bác Đẹp lắm, ly kỳ lắm Hấp dẫn lắm Ông âm rán hổ mặt hơi lạnh lại Có vẻ xúc động Ông mời bọn tôi uống một chầu nước trà bông vối Loại trà này uống đặc Rất ngọt hỏng Ông cười tùm tìm rồi kể tiếp Cầu rắn Như tôi vừa nói Cầu rán hổ thì ra không khó Tôi nhớ lại từ sau ngày ông già tôi bị sơ xuất đến phải cụt mất bàn tay. Ông vẫn giữ nghề câu rắn ra truyền như trước. Ông nói với tôi. Mất một bàn tay thì tao đã có cả hai bàn tay của mày. Mày đã 15 tuổi rồi. Hãy cố tâm mà tập luyện cái nghề câu rắn đi. Lấy sự lỡ lầm của tao vừa rồi mà làm bài học. Quý giá lắm đó. Ra đời phải có một nghề chính. Lại phải có thêm đôi nghề phụ nữa. Nhiều kẻ chỉ dùng một nghề phụ mà sống thiệt ung dung. Còn nghề chính lại trở thành vô dụng. Từ đó thỉnh thoảng ông lại biểu tôi cùng đi câu rắn Đồ nghề chẳng có gì phức tạp cả Một cần câu bằng hóp lụi Thiệt ra thì hóp gì cũng được cả Nhưng hóp lụi tốt hơn Thân chắc Không bị gãy ngọn bất ngờ Một sợi dây cước Chọn sợi to bằng dây đàn tì bà là vừa Với hai lưỡi câu cột đầu lưng với nhau Sẽ thành cái lưỡi câu chùm Nếu không mua được lưỡi câu ngoại thì tự cắt lấy Nhờ uốn vênh một ít ở phần có mấu gạch Mồi có thể chuột Ếch hay chậu tràng, nhòng nhọc. Nhưng chuột thì tốt nhất. Khó là cách móc mồi. Phải xẻ khéo một đường dưới lớp da bụng. Để luồn bẹp cơ lưỡi câu chùm vào rồi may lại tử tế. Xong đó lấy mẫu quay manh mảnh đưa vào hang sâu coi. Nếu có rắn thì đẩy khéo mồi vào. Ở bên ngoài, ngồi trên bờ ao. Mình chỉ cầm cần câu. Dòng cho sợi cước vừa tầm từ ngọn cần câu xuống hang. Xong giờ thì ông già tha hồ hút thuốc lá. Ông nói khẽ phải tập cái tính không nóng ruột những khi chờ đợi không phải thế này là nhất định mình câu được rắn mô đi săn đi bắn cũng vậy về hai tay không là thường ví dụ như bữa ni ấy ấy dính rồi dính rồi ngọn cần câu đang uốn nhắp xuống tí chút rồi dừng ông già tôi vẫn nằm giữ cần câu bằng một cánh tay lành kiểu như nuông chiều hết mực sợi chỉ câu ông để phó mặc cho nó căng dần bỗng ngọn cần câu cúi nhẹ xuống theo ý sai bảo của sợi chỉ cướp Ông cụ nhìn tôi Cặp mắt thiệt vui Rồi cánh tay ổng kéo khẽ ngọn cần câu lên Chứ không giật Cứ chở cái dây cước căng ra một chút Ông lại buông thả sợi chỉ trở lại Rồi lại kéo nó căng ra Căng thêm, căng nữa Cần câu uốn cong Ông đứng thẳng lưng Cánh tay cụt sang ra để lấy thăng bằng Và ổng kéo từ từ con rắn ra Một con rắn hổ mang to vừa phải Nhưng đã đủ thấy khiếp lắm nó đang vùng vằng vì bị treo hỏng đất Chẳng có cái gì để bám để víu hết Chưa cần câu cong vòng Bây giờ tôi mới thấy rằng Cần bằng hóp lụi là tuyệt cú nhất Ông biểu tôi nắm cái cần câu bằng cả hai tay Và đưa bồng rắn lên thêm Rồi ông viết lấy sợi cước Ở phần trên đầu rắn Cách chừng gang tay Vừa thả rắn xuống đất Thì một chân mang bốt đã dẫm vào cổ nó rồi Liền đó Ông dùng tay chặn lấy đầu rắn Rồi nắm chắc cổ nó Ông cho biết Đầu vào cổ rán ngó vậy Chưa ra nó nháp Không phải trơn như người ta tưởng Cho nên tay mình dễ nắm thôi Không sợ nó vùng vẫy Thôi ta về thôi Tôi nắm cần câu đang còn cả sợi chỉ cước dính vào miệng rắn. Một tay sách giỏ bước theo. Đi ngang nhà bác bảy cả na. Ông nói. Vô đây chút đã. Ta nhờ bác bảy may miệng nó lại dùm. Xong là về. Bác bảy đang đóng lại cái chạn bát. Nghe ông già tôi kể chuyện Và nhờ bác khâu dùng mấy mũi Bác vui vẻ làm ngay Đàn ông lại ông già Vậy mà mấy ngón tay sâu chỉ vào chôn kim thiệt chính xác Chẳng cần nhờ bà lũ trẻ Cách khâu miệng rắn cũng thiệt khéo Những mũi kim đâm chéo vào hai bờ mép miệng rắn rất là tinh tế Cả cái ngoài tay giờ sợi chỉ cũng thiệt thuần thục Làm cho hàm con rắn cứ từng lúc lại hớt nhích tí chút theo điệu tay Bây giờ con rắn trở nên hiền khô như là khúc gỗ Ông già tôi tháo sợi cước khỏi cần câu Và tặng mớ dán vào giỏ Đậy hòm lại Quấn đoạn cước vào cổ giỏ nói Con đi dành phần ông thầy thuốc người tàu Ở gần dưới chợ kháng chiến Tội nghiệp Ông cứ tìm lên tận nhà mấy lần Nhờ hoài Biểu là đang quá cần nó Còn giá cả thì Hệ nói bao nhiêu xin vâng bấy nhiêu Bác bảy cả na đưa cha con tôi ra tới cổng nói Rửa là tốt Giữ được lời hứa như vậy là quý lắm À nè Anh móc con mồi vô lưỡi câu thế nào đó Ông giả tùy nói Xẻ một đoạn da ở dưới bụng chuột Rồi đặt bẹp lưỡi câu vào Khâu lại là xong Tôi dùng lưỡi câu tây xanh tây chiêng Hai lưỡi câu cột đầu lưng lại nhau Bác bảy đứng dừng lại Mắt bỗng nhiên sáng quắc rồi kêu lên À tuyệt diệu Tuyệt diệu Đúng quá Lúc nãy mình thử kéo kéo cái dây cước thì Mỗi lần kéo sợi chỉ Còn rắn lại thớn cái đầu lên một chút Rứa nghĩa là cả hai lưỡi câu Đều bầu xoắn vô hai bên thành ruột hắn ta Sau khi thân con chuột đã bị đẩy ra khỏi lưỡi câu Lúc này chuột bị rắn vặn mình Tới nhũn bẹo ra rồi Có phải vậy không Bác vừa tự giải thích như vậy Vừa cười lên khà khà Ông già tôi cũng vừa cười Vừa nói gióng một theo Đúng 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 Quý thính giả vừa nghe xong đọc truyện trên kênh của Vân. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.